bạn xuất đấy này tất cả các anh em vừa tập chụp cái này sai thì tại mình bạn mới hiện được call bạn hãy nick nông video thằng nick nhưng đồng thua cả unbox cho mình CPU Core i5 cái sự bốn sản sản app hay CPU Core i5 cái sự bốn sản sản app này cứ nhôm tinh sản phẩm mà thua cả build nông sản ra sản phẩm luôn ai mình là build PC sản phẩm luôn ai chứ CPU Core i5 cái sự bốn sản sản app này cứ dùng ai thua cả build sản phẩm computer design cắt to video có đôi chỉ cả lên ghép mấy ban giang lọ phong này bạn này tặng học này chứ xong bây giờ phong này này cứ chỉ shortcut bỏ CPU bỏ dưới bạn này tặng học này đại vì miền socket bỏ dưới cứ chỉ đọc môi hàm mỗi bạn này tặng học này. Chẳng là CPU Core i5 bỏ dở, nên cái chi CPU bỏ dở bạn này tặng học này. Hay tiếp tiếp nhưng thưa cả anh bỏ này tặng học này bàn mở tài mà đòn. Hay cái này với này tặng học này khởi nhé này. Nó về này tặng học này tự tin CPU này tặng học này complete check mở được cái này và cái đặt thà i5 cái sự bốn sòn sòn ai. Hay cái này cứ chi frequency bỏ biết. Frequency này cứ pi cho bốn GHz bạn này tặng học này. Hay cái bỏ biết cứ miền tầm hôm bốn megabyte bạn này tặng học này. Hay socket bỏ biến nữa cứ LGA đập môi hà môi hay CPU Core i5 cái sự bốn sòn sòn F này cứ miền bộ bộ môi khó nâng bộ môi street bạn này tặng học này chắc là mấy mọi khán phê dưới nhưng thua cả ăn bỏ này tặng học này mơ tại mà đó chẳng đang thả ta vì miền ấy khác là con ông nặng bạn này tặng học này còn tại nhân xong bật dạng định đá ở tiệm tông cho mình nâng CPU Core i5 cái sự bốn sòn sòn F này cứ vì mình miền chốt mà cho mình nâng một nghe graphic card mà cho mỗi tên chắc bật sân này tặng học này dù vì tập bia cho mình nâng PC bọn này tặng học này nên tặng học này đầm ra gọi này tặng học này nâng cứ trở tình vì trẻ đánh mới dùng bọn đại mình thả graphic card mua dùng bọn đại bọn thay em tiết đầm bầy ở vì đầm nà ca bản và ai mới tiết bẹp bọn mua CPU nữa cứ vì mình ai thua ca overclock bản tề bản này tặng học này chắc có mọi khát về dưới dùng thua ca ăn bọc tặng học này tại mà đó chẳng đơn thật nó nâng một miên ấy khá bản lên thua ca ăn bọc máu này tặng học này nó bây giờ dựng bạc máu anh chẳng máu nó không bỏ biết vì nâng miên bạc này bản này tặng học này và chúng tôi đã bắt máu via miền super gãy lại mối này tặng học này chân này tặng học này ai mở bán tại nhà mọi người thế và thầy ní cứ chia CPU bỏ dược này tặng học này ní cứ chia CPU và CPU Core i5 cái sự buồn sòn sòn f bỏ dược nó cứ miền đồng ruộng mạp này chúng sản phẩm nhóm nhu cơ thay vì lo mạnh tén tăng đồng lãi của việc thu thay đá và sân đây dương ra CPU Core i5 cái sự buồn sòn sòn f này hay bẹp bọn cho mỗi nâng กำลังบอกว่าโกมันอ่อนได้คือเมนทาละออมาชมได้บันทึกต่างๆเนี่ยจังแปะปอนหวานอีเวนคือมือนี้คือจีตังฮาวซีวิวเมนทาซีวิวโคลเลอร์นั่นเนี่ยต่างๆเนี่ยจังเยอะบางเวียมอ๊ะมีผู้ชมมาจมวยสไลด์จมวยดังซีวิวตายมาลองมาเนี่ยต่างๆเนี่ยจังแฟนซีวิวนี่ยูไอช่วยเอาซีวิวบ่อยยืงทัวร์การบานล้อโดยสารเตอร์เบียกัดถอยกับดาวโดยสารเตอร์ซีบิวบ่อยเยอะการในจังปลาเวทก็คือเวมีแหลกนะก็ได้คลังแบบเนี่ยเอาคะแนนเยอะยังเถอะการได้จำนวนจมวยนั่งแฟนซีบิวบ่อยเยอะปัจจัยยังไม่ดีกับมันเนี่ยต่างอ่ะคะแนนบริษัทเนี่ยต่างอ่ะคะแนนทัวร์การกัดต่อแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ไอ้ทอมแล้วก็ทัวร์ไอ้จานกูแต่คอมฟราต่างหากนี่ไอ้ยังไอ้ปลาจีซีบิวโคลเลอร์เซ็งได้ยังไอ้ทัวร์เบียกัดมันถอยกับนักบ้านรอเชียงต่างหากมวยในบ้านในต่างอ่ะคะแนนยังแบบปอนจมวยนั่งซีบิวคอไอไฟกายสบอนสองโซนเอฟนี่คือวิมินมุกเอเวจานเตียดจังระบายการแต่จะบ้านในต่างอ่ะคะแนนเลยยังตัวสนามในขนมคอมจิตเตอร์ต่างอ่ะคะแนนระบายเตอร์เช็คเมื่อในปอนเมียนบอเบียการแต่ลำอัดยังจองมาดอขนมคอมพิวเตอร์บ่อยเยอะไงให้นี่คือที่ไปใน CPU Core i5 การสมบูรณ์โซนแอปในขนมมันทัวร์การเติร์ดในขนมอินเทอร์เน็ตมาในต่างอ่ะคะแนนจากนี่คือที่รีคอมมันน้ำไหลบ่อเบียร์จากในต่างอ่ะคะแนนไอเคิร์ดมาในต่างอ่ะคะแนนนี่คือที่สไปบ่อเบียร์ต่างอ่ะแล้วยังส่งในเยื่อตัวเปียกปอนจากเหมือนสไปบ่อเบียร์ดังมาในต่างอ่ะคะแนนจาก CPU Core i5 การสมบูรณ์โซนแอปในขนมทัวร์การบ่อให้ในต่างอ่ะคะแนนนี่คือที่ Product Collection มาคือที่จำนวนที่ผมบอก Core i5 Processor นี่คือที่ Code Name บ่อเบียร์คือ Product Family Coffee Like Whatคอเซกมันบอบีคือประเภทจีเดสก์ท็อปอันนี้ต่างอ่ะคะแนนไฮนี่คือจีโปรเซสเซอร์นัมเบอร์บอบีคือคอไอไฟการสมบูรณ์โซนโซนเอฟสเตตเตอร์บอบีคือไลน์บาร์ไฮไลน์เดดบอบีคือชูมวยจุดนั่งดับบนมาเนี่ยต่างอ่ะคะแนนกราฟรีบอบีนั่นคือดับบนอันอัมมาเนี่ยต่างอ่ะคะแนนยูสคอนดิชันบอบีคือ PCIe Client Tablet มาเนี่ยต่างอ่ะคะแนนไฮนี่ต่างอ่ะคะแนนเป็นเนี่ยต่างอ่ะคะแนนติงซีมิวเป็นได้ยังเช็คจมูกดังอินเทอร์เน็ตนะจังกะไลนี่เป็นเมียนจมูกดังรีคอมมันคัสเตอร์มาบรายมาเนี่ยต่างอ่ะคะแนนรีคอมมันคัสเตอร์มาบรายนั่นคือជាតម្លៃស្តង់ដារមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅស្រុកគេមិនមែនជានៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងតម្លៃស្តង់ដារជាក្រុមហ៊ុនមកគឺចន្លោះពី $144 ទៅ $157 ចំពោះ CPU ដែលប្រភេទ Core i5 9400F
còn tay này chia đầm lại trên bề rộng chạm và tay bớt sân đi đầm lại cất mặt đó sẽ đọc không ai dưỡng cắt bốn cắt em xin tiết cứ vì ai thay trên đường bàn này tặng ở khả năng bàn tay nhưng này là cô vì mặt đó bì rồi đưa lá này chụp bộ CPU Core i5 cơ sở 4 F mà này tặng ở khả năng chẳng dừng có lên một mơ kháng cổng này vẹp vòn cho mọi năng performance specification bỏ biếp chẳng CPU Core i5 cơ sở 4 F này cứ miên chùm nguồn bộ mối core mà này tặng ở khả năng khởi nháy nick off core bỏ biếp cứ chùm nguồn bộ mối hay mới miên bộ mối street mà này tặng ở khả năng processor base frequency bỏ biếp cứ 2.90GHz masterable frequency bỏ biếp cứ 4.10GHz khai bỏ biếp cứ 9M mà này tặng ở khả năng entire smart khai nhắng bỏ speed bỏ biếp bàn ra hốt tạo đo bỏ bấy GTA và này tặng ở khả năng chẳng cái lại mối tiên này cứ Intel Turbo Boost Technology 2.0 frequency và chẳng phải ai bàn ra hốt tạo đo 4.10GHz nọ này tặng ở khả năng hay cái lại TDP này cứ mình này thay chùm nguồn tầm hôm này ca C++ bỏ CPU bỏ dưỡng chẳng 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 CPU mình này cứ bia C++ ra hốt tạo đo 65 watt và này tặng ở khả năng mình này thay vì C++ tích là mỏm đá này tặng ở khả năng và chẳng chẳng ai video mà kháng cổng tiết bẹp bọn cho mỗi năng spec bỏ biếp xem xanh tiết này cái lại bẹp bọn cho mỗi năng supplemental information bỏ biếp này tặng ở khả năng hay cái lại mới tiết này này tặng ở khả năng thử mơ đá và memory specification nâng cứ tiện tông cho mỗi năng viết support cho mỗi năng RAM bỏ dường và chẳng phải ai support cho mỗi năng RAM là hốt tất đo là 128G và này tặng ở khả năng đại chi bập hết RAM DDR4 đại vì ai support là hốt tất đo là 2.6 bỏ mỗi nọ với miền chùm nguồn 2 channel mình là hốt tất đo là 61.6GHz khả nông mà viên này tìm bản chẳng dừng cơ lấy mà mơ kháng cọng này tiết expansion option bảo viết cứ bởi miền 1S only PCIe bảo viết 7.6 như tới bởi miền trả hàng thì đây cơ lấy này cứ chỉ bởi phết socket bảo viết cứ bởi phết LGA 1.2.1 bản này tặng ở khả nế hay mà CPU configuration cứ miền chùm nguồn mối chẳng bởi miền trả hàng tiết này tặng ở khả nế hay này chỉ cơ lấy này về trở cả phương cứ miền tùm hôm 65W hay bẻ quan cho mối này junction bảo viết cứ là hốt tất đo mà rồi ông xa xem hay package size bảo viết cứ tùm hôm 35.0 mm គុណនឹង 30.7 mm ដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយកន្លែងនេះ บอดบ่ยើងដើម្បីឲ្យវាធ្វើការបង្ហាញ display នៅរាល់ information ក៏ដូចជាការងារផ្សេងៗដែលយើងធ្វើការទៅលើវាហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយ CPU Core i5 9001 FE នេះគឺវាមិនមានមុខងារ graphic card ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ deal ជាមួយនឹង CPU Core i5 9001 FE នេះគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញវាជា8 មួយយកមកដាក់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង CPU Core i5 9001 FE នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាមិនស